Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh UKVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên. Tuy nhiên, thì để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu vào thị trường Anh thì hiện vẫn còn những rào cản đối với các doanh nghiệp Việt như là phương thức thanh toán và các kênh phân phối hay là văn hóa bản địa. Để từng bước xóa bỏ được những rào cản này thì rất cần có những doanh nghiệp Việt am hiểu thị trường Anh quốc, đóng góp vai trò là cầu nối, ghi nhận trong lĩnh vực xuất khẩu đồ gỗ Việt sang Anh quốc. Người dùng tại Anh có lẽ đã quen thuộc với đồ gỗ được sản xuất tại Việt Nam. Tuy nhiên, họ lại khá xa lạ với những thương hiệu đồ gỗ đến từ đất nước Đông Nam Á này. Từ thực tế đó, anh Kiên Phạm, giám đốc một doanh nghiệp Việt có nhiều năm hoạt động tại Anh, đã nảy ra ý tưởng về việc thiết lập mạng lưới phân phối đồ gỗ của các thương hiệu Việt tại Anh, mà trong đó quan trọng là phải kết nối được với những hệ thống phân phối bản địa. Chúng tôi giúp các nhà máy sản xuất tại Việt Nam khởi tạo những gian hàng, xử lý hình ảnh, xử lý nội dung phù hợp với lại văn hóa của từng khu vực. Và tất cả những việc khởi tạo gian hàng này là miễn phí. Chúng tôi cũng hỗ trợ các nhà máy trong cái việc giao dịch để tạo ra những cái đơn hàng. Hệ thống này giúp nhà máy và khách hàng của họ trao đổi và cập nhật thông tin về những mẫu mã mới, năng lực sản xuất, tình trạng tồn kho tại nhà máy cũng như tại kho của nhà phân phối. Từ đó sẽ tiết kiệm được chi phí cũng như giảm thiểu về khả năng giao tiếp hiện đang là rào cản đối với thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Những vướng mắc và rủi ro tài chính trong phương thức thanh toán cũng là một rào cản với doanh nghiệp Việt khi xuất hàng sang Anh. Nếu hợp tác với những công ty tài chính uy tín tại Anh sẽ giúp giảm thiểu rủi ro này. Công ty chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng của các nhà xuất khẩu từ Việt Nam để kiểm tra năng lực tài chính và xây dựng hạn mức tín dụng cho họ. Đồng thời, chúng tôi sẽ thanh toán cho nhà xuất khẩu từ Việt Nam ngay sau khi xuất hàng, thay vì phải đợi từ 60 đến 90 ngày mới được thanh toán từ bên mua như trước đây. Hiện các nhà phân phối và bán lẻ nội thất đồ gỗ ở Anh đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng sau những khó khăn trong giai đoạn COVID-19 vừa qua. Trong khi đó, đồ gỗ Việt Nam được thị trường Anh đón nhận vì giá cả có tính cạnh tranh cao do chi phí thấp, nguyên liệu tốt, chất lượng sản phẩm cao. Đây chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt thâm nhập thị trường Anh. Chúng tôi am hiểu về thị trường, về ngôn ngữ, văn hóa và luật pháp tại nước sở tại. Đó là những yếu tố hết sức quan trọng cho cái việc kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác tại Anh. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ 6 vào thị trường Anh, và dư địa tăng trưởng thị trường tại Anh cho doanh nghiệp Việt còn rất lớn. Tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, kết nối trực tiếp với các khách hàng tại Anh là hướng đi mà các doanh nghiệp Việt cần nắm bắt thời cơ từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh.